tôi thấy ông anh thiệt lắm rồi đó nha. Ông mà lãng quảng là ông coi chừng nguôi đó. Trời ơi sao mà tôi khổ quá, có con vợ ghen như con mắt chính cũng ghen, ghen từ bình minh cho đến hoàng hôn, làm sao tôi chịu thấu hỏi ông trời. Ông kêu trời xa dữ vậy, con vợ ghen mà tại quá yêu chồng. Nếu ghen á mà không khổ sở gì sao, thì ông ơi dân con vợ nó làm ghen. Ông hiện du xưa kéo đưa ra hình tượng, bà quan thơ ghen quỷ khóc thật sầu. Đàn bà ngày nay tự nguyện làm học trò, ghen trong nhà chứ đủ, ghen giùm chồng người ta. Nè 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 nè, đừng có bày đặt nói thì nói xéo, mấy ông anh vui á, chị em ơi bao giùm. Nếu mà mấy ông á tử tế đàng hoàng, thiên hạ dẹp pha để làm gì. Có còn vợ ghen mấy ông kêu trời muốn sập, vợ không ghen vợ không ghen là thương nhất trần đời. Mặt tân chồng lý gió về mưa. Đó đó đó, bà con thấy không, chồng của tôi đã nhận lý gió về mưa cho thỏa lòng thỏa dạ. Gió rơi mây ra sao thì tôi chưa biết, chớ mà chi đa dướng vào thì đừng có rền. Bà đã nghe đơn lão họ tao, ai làm gì mà dương chi đa. Nó xa còn chưa thấy gì, nó tới chân rồi ai nhảy cho ăn sao. Mấy bà chắc ăn, mấy ông nghe chắc ngầm. Bà ghét hết rồi ai cũng chạy bằng, cũng nhờ tôi có tâm hay nhìn giờ. Nếu không gia đình mình sẽ mất vui, bà hãy xôi gương để nhìn gương mặt, lúc ghen gương mặt ngầu như mặt cơm. Trời đất ơi, tôi lo tôi buồn, tôi khổ tôi ghen. Nhớ khi xưa xuân sắc tràn đầy, nghe đón người đưa, nhưng từ khi về làm vợ ông, có chồng hào hoa trong dạ luôn phập phồng. Vậy mà ông nỡ nặng lời thiết là không biết thương vợ con. Trời ơi, bà lại đón mò, ai đã nặng lời, ai không biết thương vợ con. Bà ơi, nếu có thương chồng, xin bà bớt tánh ghen. Gia đình mình sẽ trong ấm ngoài yên, niềm vui sẽ là nguồn thuốc tiên. Là vợ hiền, tấm lòng phải rộng mở khoan dung. Nếu như ông chấp nhận điều kiện thì về đúng giờ, tranh nhậu nhẹt bê tha, không mượn cớ vào bia ôm bia lạnh rồi nói là bận chuyện cơ quan. Bà làm ơn nói nhỏ giùm tôi, lời sớm mà nghe thì tôi mất mặt. Mất mặt ông tôi có sướng vui gì, nhưng tức nước thì dở bờ ông phải hiểu cho. Ai làm cái gì đâu mà tính nước dở bờ, có ai giùm chị thuốc chị bình ghen. Bà ơi, ông bà xưa có dạy rằng chồng vẫn thì dở phải lầm lành. Nhỏ lửa lúc không soi lửa đâu có bừng. Bà đừng học đòi thổi nắng chọc nắng ngang, bà chỉ đón lúc tung rồi tránh xa bừng
dòng, đi làm đã chịu nhiều ấm bưng, về tới nhà lại gặp bộ mặt ghê. Cũng tại ông chồng cho tôi giận, giao dịch chuyện gì đâu bỏ con bỏ vợ, nấu bữa cơm ngon thì không biết mất, bà con đến nhà cũng không thấy ông đâu. Đang lúc khó khăn thị trường khủng hoảng, tôi phải lo tính kế liệu bề, tôi có đi đâu cũng về với vợ với con, nhưng về tới nhà bà tự nữ ghen tôi. Bà đừng bỏ quên tóc kinh châm bàn, càng khẽ thì sắc mặt son nhăn nheo, bởi ông hay bận cợt chọc treo. Tôi càng lo chuyện gừng già gừng cay, ngắm ra cái ghen không có lớp có trường, mà làm rõ quỷ khắp thành sâu, biết thú gì đây để mà điều trị. Tôi ghen là để bảo vệ gia can, nếu đàn ông luôn sống cho mâu mừng, nếu không có chuyện vợ hai chồng một, ai mà thèm ghen làm gì cho cực cay thần. Lúc đáng yêu mặt tình mơ mộng, cưới nhau rồi mới thấy vợ là nợ. Trời đất ơi, có phải ông đang nói con là nợ, vợ là quan gia? Bà ơi, tôi rất lỡ lời, vợ đừng ghen cái mặt đẹp như tiên. Nắng mưa là chuyện của trời, cái ghen là bệnh của người qua.